Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Siêu phẩm Honda MX dọn đắt đỏ cuộc dân chơi Hà Thành. Hầu hết các món đồ chơi trên cái dòng xe này đều tính từ một cái hiệu Nhật Bản. Đậu xe từ lâu là một cái thú chơi của rất nhiều người chủ, khẳng định được cái sự độc lạ của chiếc xe cương mình, đồng thời cũng hiện được các cá tính riêng của mình. Và cái chiếc Honda MX ở dưới đây cũng là một chiếc như vậy. Thật kinh người xem có thể nhận ra được vài món đồ chơi khá nổi bật. Tuy nhiên, chỉ khi khám phá chi tiết mới thấy được cái sự cầu kỳ của những cái sự phức tạp ở từng món đồ chơi. Những món đồ chơi trên con xe đều là hàng chính hãng. Người chủ yêu đất nước Nhật Bản, rồi tới những đồ Mỹ, có cả luôn đồ Thái. Anh chủ đã chia sẻ chúng tôi. Cái cụm tay khóa trước là nguyên bản, nhưng người chủ thay nhẹ bằng cái bóng xi nhan sang cái lợi vỏ trắng của bên Thái Lan, thay vì màu cam như xe bán chính hãng Việt Nam. Chi tiết này cũng ít tiền nhất và có mức giá khoảng là 500k. Tuy nhiên cái cụm đèn hậu lại có mức giá cao hơn, khi đây là cái loại là TST thì đến từ Nhật Bản, một thương hiệu đến từ Mỹ, gồm có bóng LED xi-an tích hợp cùng với cái bộ đèn soi biển số, có mức giá lên tới gần 7 củ. Cái cụm ghi đông, công tắc, bao tài, phanh đều là những chi tiết được thay đổi hết. Cụ thể ghi đông ship và gù kết hợp cùng với cụm active German, bao tay, dây ga thì có mức giá khoảng là 3,5 triệu. Cái chấn ba là Over Racing Rosette, mức giá hơn 6 triệu. Đáng chú ý là cặp tay phanh Daikon Distin, mức giá hơn 20 củ. Cái cụm công tắc trái phải Daytona kết hợp cùng với Daikon Kitoko thêm 3,3 triệu nữa. Duy nhất cái cụm đồng hồ vẫn là loại nguyên bản. Tiếp đến đĩa phanh có mức giá lên tới là 4,8 triệu một cặp. Trong cái cụm phanh Rainbow được tháo từ cái chiếc Ducati M900, mức giá 6 triệu một cặp. Chi tiết rõ nhất khi chúng ta nhìn kỹ mới có thể kể đến chiếc dầu Hells bấm độ S cũng có mức giá là 3 triệu một cặp. Cấp Rush có mức giá 11 triệu. Phục sau Racing Boss mức giá là 10,5 triệu. Ngoài ra những bộ ốc trên xe là loại ốc Sedia cũng mức giá tiêu tốn hết 3 triệu đồng. Một vài món đồ chơi nhỏ như Buzi SK, nắp xuất bắp, chán bạc, che cái củ đề Amos bạc cùng với bên đập Rainbow và phát có tổng giá trị là hơn 5 triệu. Bên cạnh khi được hỏi về cái vết xước ở trong vùng trước, người chủ của con xe này đã chia sẻ chúng tôi. Đó là kỷ niệm riêng có một lần em nhỏ bị đâm phải. Chi tiết này cũng dễ thay mới thôi, nhưng có lẽ thời gian tới sẽ được chúng tôi thực hiện tiếp. Và đây chúng ta thấy được ống xả cũng là loại cực chất Over Racing Rosette Full System đến từ đất nước Nhật Bản và có mức giá khoảng hơn là 17,800,000 đồng. Tuy nhiên khối động cơ được người chủ vẫn giữ nguyên công suất, chỉ thay đổi một vài món đồ chơi như là Buzi NCK cùng với cái nắp xúc bắp, che cái củ đề đã được nhắc tới ở bên trên. Tới nay thì người chủ của con xe hôm nay thì vẫn rất hài lòng và chưa có ý định đổi xe trong thời gian sắp tới. Sacha 110 đột ngất ngày với cái dàn ghi đông bạc chịu, dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là hai bộ underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp, không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong một chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa này tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây trợ lực Matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino được anh em chơi xe kỹ hiện nay là vô cùng ưa chuộng,
bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Access đi cùng với gói combo miễn dịch của gia đình Dono, bao gồm tới cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng trên mình là cục Holim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cây bô tăng STB được khò nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng, và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ của phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh căm cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F150 2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu gồm thế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, subscribe.